Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin trưa thứ năm ngày 10 tháng 3 năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, hội nghị lần thứ 19 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 14 đã cho ý kiến dự thảo nghị quyết của tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Dự thảo nghị quyết nêu rõ, mục tiêu chung là chuyển đổi số đồng bộ toàn diện, trọng tâm là phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, đổi mới căn bản toàn diện về phương pháp, cách thức hoạt động lãnh đạo chỉ đạo của hệ thống chính trị, quản trị nhà nước, doanh nghiệp và phương thức sống làm việc của người dân thông qua chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh cao hơn. Phấn đấu đến năm 2030, tỉnh nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số. Dự thảo nghị quyết cũng đề cập đến nhiệm vụ giải pháp là tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy chính quyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, hoàn thiện cơ chế chính sách gắn với phát triển nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số, huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng số, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn an ninh mạng trong quá trình chuyển đổi số. Chuyển đổi số là xu thế và yêu cầu tất yếu trong bối cảnh hiện nay, tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội, mở ra nhiều cơ hội, tạo điều kiện để các địa phương nắm bắt bứt phá vươn lên. Sáng nay, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến với các tỉnh thành trong cả nước về công tác phối hợp quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm, bảo vệ sức khỏe năm 2022. Ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, chủ trì hội nghị. Trong thời gian qua, việc quản lý hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe đã được Bộ Y tế và các bộ ngành tăng cường kiểm tra kiểm soát. Tuy nhiên, vi phạm trong hoạt động quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn diễn ra phức tạp, gây bức xúc trong dư luận. Tình trạng quảng cáo sai sự thật, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe có tác dụng như thuốc chữa bệnh, lợi dụng danh nghĩa uy tín của cán bộ y tế, cơ sở y tế để quảng cáo vẫn diễn ra, ảnh hưởng đến quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng. Trong năm 2020 và năm 2021, qua rà soát trên các báo đài, website, mạng xã hội cũng như thông tin phản ánh, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế đã phát hiện xử lý 197 trường hợp vi phạm, đồng thời chuyển Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, các website, đường link quảng cáo vi phạm để phối hợp xử lý. Để công tác quản lý quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe được đảm bảo, ngày 20 tháng 7 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 181 ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của luật quảng cáo, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2021. Thời gian tới, Bộ Y tế phối hợp với các bộ ngành và địa phương tiếp tục thực hiện chỉ thị số 17 ngày 9 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, thực hiện thông báo số 7805 ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về quản lý quảng cáo thực phẩm chức năng. Thưa quý vị, trước tình hình thị trường xăng dầu có nhiều biến động, ảnh hưởng tới nguồn cung và giá xăng dầu tại thị trường trong nước, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Theo đó, để bảo đảm duy trì việc cung ứng bình ổn thị trường mặt hàng xăng dầu trong thời gian tới, Bộ Công Thương đề nghị. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, của Bộ Công Thương về việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu và chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu. Các địa phương thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Việc tuân thủ quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký bán xăng dầu. Trường hợp phát hiện có sai phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định. Bên cạnh đó, có phương án bảo đảm và công khai nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trên địa bàn trong thời gian tới. Bộ Công Thương cũng đề nghị các địa phương giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, bảo đảm việc bán hàng của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không bị gián đoạn. Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cam kết thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về kinh doanh xăng dầu. Thưa quý vị, trước tình hình khó khăn về nguồn cung và giá xăng dầu biến động mạnh như hiện nay, Bộ Công Thương nêu rõ, nếu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoặc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu ngưng hoặc hạn chế bán hàng mà không có lý do chính đáng, sẽ bị xem xét đình chỉ hoặc tước giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định. Thưa
Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, bên cạnh việc giải quyết việc làm, các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để người lao động được tiếp cận vốn vay, đầu tư trồng trọt và chăn nuôi. Nhờ đó đã giúp nhiều người có việc làm, thu nhập ổn định, góp phần phát triển kinh tế xã hội, ghi nhận tại huyện Hàm Thuận Nam. Đây là gia trại chăn nuôi tổng hợp của bà Thu. Ngoài đàn bò 12 con giá trị hàng trăm triệu đồng, bà còn nuôi gà, bồ câu và thỏ. Đây là kết quả của sự mạnh dạn đầu tư sản xuất hợp lý. Năm 2017, từ 50 triệu đồng vốn vay dành cho hộ mới thoát nghèo, bà Thu mua 2 con bò sinh sản và đàn gà để nuôi. Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, đàn vật nuôi sinh sản ra số lượng nhiều hơn và tiếp tục được nhân đàn. Quy mô chăn nuôi ngày càng được mở rộng. Tới kỳ hoàn vốn cho ngân hàng, bà Thu vừa trả được nợ vừa có thêm đàn vật nuôi khá lớn. Mấy trăm con mà. Năm 2021, thông qua chương trình phụ nữ khởi nghiệp của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, bà tiếp tục được tạo điều kiện vay 50 triệu đồng để mở rộng đầu tư chăn nuôi. Hiện kinh tế của gia đình bà đã khấm khá hơn trước. Đến nay á thì là gia đình đó phát triển kinh tế lên, làm ăn có hiệu quả và cũng con cái cũng thành đạt. Không chỉ bà Thu mà nhiều trường hợp khác cũng đã thoát nghèo nhờ được vay vốn tạo việc làm. So với thời buổi hiện tại thì kinh tế cũng ổn định, cũng mừng. Thoát nghèo, giảm nghèo bền vững là mục tiêu mà huyện Hàm Thuận Nam hướng tới và thực hiện tốt trong những năm qua. Trong đó tạo việc làm, giải quyết vốn vay cho lao động nông thôn là một trong giải pháp quan trọng. Theo đó, các cấp ủy chính quyền, hội đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương về tín dụng chính sách xã hội đến các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện để người lao động được tiếp cận vốn vay đầu tư sản xuất kinh doanh. Trong năm 2021 vừa qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Hàm Thuận Nam đã cho hơn 3.050 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay với số tiền hơn 93 tỷ đồng. Qua đánh giá, nguồn vốn vay đảm bảo đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích hiệu quả, qua đó giúp cho nhiều lao động nông thôn có việc làm, thu nhập ổn định và thoát nghèo bền vững. Nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động là cũng như là cái nguồn từ ngân sách địa phương, tỉnh cũng như huyện đã góp phần để tăng trưởng cái nguồn giải quyết làm, giúp cho bà con để được vay vốn tạo công ăn việc làm. Phối hợp với các hội đoàn thể của huyện, ngân hàng chính sách tạo điều kiện thuận lợi để người lao động tiếp cận được cái nguồn vốn vay. Qua đó thì giúp cái nguồn vốn vay phát huy cái hiệu quả và tạo việc làm cho lao động trong năm. Nhờ thực hiện hiệu quả nhiều giải pháp nên tỷ lệ hộ nghèo ở huyện Hàm Thuận Nam ngày càng giảm. Đến cuối năm 2021, địa phương còn 834 hộ nghèo, chiếm 2,72% dân số toàn huyện. Qua đó, địa phương đang từng bước thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Giai đoạn 2016-2020, huyện Hàm Thuận Nam đã thực hiện được hơn 160 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài hơn 58 km. Con số này thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu đề ra. Để thực hiện hiệu quả đề án giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025, địa phương đã tranh thủ huy động nguồn lực trong xã hội để từng bước kiên cố hóa hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất, phát triển kinh tế xã hội. Nhằm đẩy mạnh hạ tầng giao thông nông thôn, trong nguồn vốn đầu tư công năm 2021 và chuyển tiếp năm 2022, huyện Hàm Thuận Nam thực hiện khá nhiều công trình giao thông nông thôn với chiều dài hơn 20 km, chi phí xây dựng hơn 30 tỷ đồng. Đây đều là những công trình cấp thiết của địa phương trong nhiều năm qua như kiên cố hóa đường liên thôn xã Hàm Cường, đường trung tâm huyện đi xã Tân Lập và Hàm Minh, đường giao thông nông thôn ở xã Hàm Thạnh, xã Tân Thành. Ngoài vốn đầu tư công, năm 2022, huyện Hàm Thuận Nam thực hiện kế hoạch làm mới 28 km đường giao thông nông thôn ở các xã thị trấn với 77 tuyến đường bê tông, dự toán kinh phí lên đến hơn 27 tỷ đồng theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm. Để thực hiện hiệu quả, Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Hàm Thuận Nam đang phối hợp Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền vận động phổ biến chủ trương xây dựng đường giao thông nông thôn để giao thương phát triển sản xuất. Hiện nay, bên cạnh giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, thì các tuyến đường đê bao, đường trung tâm các xã, đường qua các khu sản xuất, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Đức Linh đang được các nhà thầu khẩn trương thi công. Nổi bật là ba công trình quan trọng của địa phương như nâng cấp đường trung tâm xã Mê Bu, đường ngã ba Cây Sung vào trung tâm xã Đức Tín, đường Đông Hà Gia Huynh với tổng vốn đầu tư lên đến hơn 112 tỷ đồng và được khởi công từ đầu năm nay. Hiện tại, khối lượng thi công các công trình đạt từ 20 đến 40%. Để đảm bảo an toàn trong thi công cũng như an toàn giao thông,
tạo điều kiện cho bà con đi lại dễ dàng, huyện Đức Linh yêu cầu các nhà thầu phải hoàn thành các công trình trước tháng 8 năm nay. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin trưa đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.